Ở này ở trường Len nhé, ở trong trường Đen ở trường trường Xét à? Đầu dốc trường Xét. Bóng sang bao đầu dốc trường Xét nhá. Trong đất vàng. Nuôi từ tháng 6 nhá anh em nhá. Nuôi từ tháng 6 nhá anh em nhá. Đây, giờ đang công việc hun khói nha anh em nhá. Đang hun khói anh em nhá. Đang hun khói. Nổi thế. Đấy. Đấy. Cầm lốt thế này nhá. Bóp lên hóa này, rơi xuống này. Anh em nhá. Công việc hun khói. Tổ này dự đoán được 10 cân nhá, 10 cân nhộng nha anh em nhá. Tổ này thì được tầm 10 cân nhộng thôi anh em nhá. Chúng có voi té hơn nó xó cái tổ. Nó xó té nó hát nó nói nó. 10 cân nhộng nhá, tổ này dự đoán 10 cân nhộng. Từ ống đất vàng nhá. Cái này đi tìm từ tuần giáo xuống tìm từ tuần giáo mang về nuôi nhá. Ở trường Đen nhá anh em nhá. Ở bản trường Xét nhá, trường Đen nhá, ngay ngã ba luôn nhá. Đây, đây, con đang ở đây. Đây. Đấy, hun khói bắt đầu. Đây. Đây, lúc nào bắt ong cũng có rẹ nhá. Đây nhá, lúc nào cũng có rẹ nhá. Lúc nào cũng có rẹ nhá. Nhá. Anh em nhá. Nick Facebook anh chẳng đổi thay nhá. Rẹ này nhá. Đúng không? Tới tới. Coi đúng không? Mít mẹ đúng không? Tầm mẹ đúng không? Lần mưa mà. Đấy, anh em dự định 10 cân thôi, 10 cân nhộng. Đi hai cái này. Chia, chia mẹ, chia phương ăn bụng ăn làm mà. Lấy tấm polo ra nào hóa. Chưa đâu, cứ thổi trước đi. Đây là rào sắt nhá. Sắt kín nó không hàng xóm nên đi mượn mất tổ ong nhá. Có mạnh sao nồi, có mạnh sao nồi. Liên tục luôn nồi. Hàng 5 cm. Đây đây có một con chui ra đây. Nó tự chui ra ngoài ra anh em ạ. Nó tối 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 y đám rồi này này đấy. Khói mít cưới tối này. Chúng xem mít cưới trên. Nó mít cho mắt nó phân lâu rồi đấy. Nó có mà nó tán lắm. Mít sao đấy? Chúng ra. Coi chúng ra. Nhà cái gì cũng đủ đấy. Đủ đủ còn mà thật đấy. Chết rồi chết rồi. Giảm bên đây xa ấy. Thực tế như thế này. Tà chùm con đi. Hết tài à? Tố nó tố ngang nó bị cuốn xin lương tố ngóc ngó nó tố nó 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 phải hai này. Châm nó sẽ. Đấy, đấy nha. Em nha. Đào chân lâm sơn không biết. Tố đây, cận cảnh bắt ong. Tổ này ong đất tổ cuối cùng của mảng bắt về nuôi rồi nhá. Năm nay rồi nhá, ong đất vàng này. Còn đi bắt ở thuần giáo về nuôi nhá.
sang năm có quen anh Trung gì ở Tuần Giáo ấy, sang năm cho nên bắt tổ ong dế ở trên đấy mang về nuôi. Chắc phù mất tên. Có sắp đấy. Ôi, coi, coi. Đấy, tới tổ rồi anh em nhé. Không vội, vội đâu. Sắp hang. Đấy, máy nghi ngút thế này. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Mất cả mau rồi. Tăng ngủ ở xỉm thân. Quay nó hơi khó vì toàn ở dốc cơ. Nón púm mà nè. Ôi, cho mày xíu. Quầy trắng này. Cô tăng 32 chứ nó đã nó phải. Đây, sắp tới tổ rồi anh em nhá. Đây. Rồi. To này anh em nhé, nó cũng quay khó quá, đây nó ở tận dốc này, quay nó hơi khó. Nhấp cả tổ ra, trung bình tổ này chục cân thôi, đoán là chục cân thôi. Khi cho ốc quấy mới sấy đâu, hang ăn đi. Nhắc cũng tổ nó ra. Đấy. Ui, ai đeo nón giật thì... mày anh em nhá. Hay họ tao hủ hang đấy. Hủ hang. Lấy ngay tìm lấy cái đấy, tìm lấy cái đấy. Đưa, nhỏ đi. Đây anh em nhá. Lấy mưa đi tí về, tìm lấy cái. Yên đứng xem nào. Cái này tôi đang bật sám nhận nè lại đây yên đây đó bác đúng rồi đúng rồi đúng rồi to nhá anh em nhá đúng đó xuống nè đó một hai ba rồi chào tất cả anh em nhá 30-40 cân nhá rồi 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 anh em nhá 7 nhá quá đỉnh luôn nó mà hình chuẩn chuẩn quá chuẩn luôn đây anh em to nhá tủ này là to nhất rồi vẫn mai quá ui đây đây bê đây 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 nhá anh em nhá đây nước suối rồi anh em nhá rồi mẩy luôn quá mẩy luôn quá mẩy luôn nhá cái này thì làm thì mít cứ lên bên cứ lên bên mẩy nhá để đúng giờ mình nó tăng lên cái vấn còn đấy cái men đấy cái men cái áo cái này cậu cái men mấy 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 nhấc nhấc lên cân đi nhấc lên cân đi bớt sạn đấy nhấc nhấc lên không sao đâu nhấc lên đi không sao đâu mà không sao đâu bạn đi ba sắt cho nên căng đi nó không sao đâu tăng 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 nó có miếng nào tăng đây củi lanh rồi ba lần ba lượt nhảy về na rồi 15 cân, 6 cân, dịch vào tính rồi, 42 cân nhé anh em nhá, 16 cân, giúp tôi coi, 16 cân nhá anh em nhá, những hàng hải sản hàng cơ nộp cơ là, từ đây bằng đây, bằng đây, tay luôn. Dưới này mẫu không xé đúng không 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây, vẫn đẹp nha.